Xuân Vĩ, xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà Đất Kiên Giang. Trong video clip này, mình xin giới thiệu về một mảnh đất đầy tiềm năng tại thành phố Rạch Giá, nằm trên con đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp. Mảnh đất rộng 400m² này sẽ là cơ hội tuyệt vời cho bạn để đầu tư và phát triển kinh doanh. Mảnh đất này có tổng diện tích 400m², trong đó 300m² được quy hoạch làm đất thương mại dịch vụ và phần còn lại là đất lúa. Điều đặc biệt là mảnh đất này đã được trừ sẵn lộ giới, đảm bảo bạn không mất thêm diện tích nào. Mảnh đất có hướng Tây Bắc, mang đến lợi thế về hướng nhìn và ánh sáng tự nhiên. Mảnh đất tọa lạc tại vị trí mặt tiền đắc địa trên đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp. Đây là một vị trí đắc địa ngay cửa ngõ thành phố Rạch Giá, giúp bạn tiếp cận dễ dàng với các tuyến đường chính và các khu vực lân cận. Ngoài ra, mảnh đất này cách cầu Lạc Hồng chỉ khoảng 200m và cách cầu Vành Đai chỉ 100m, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và công việc di chuyển. Mảnh đất có chiều ngang phía trước là 16,5m, nở hậu 17,65m và chiều dài hơn 26m. Đặc biệt, mảnh đất này gồm có hai sổ hồng riêng biệt, mang lại sự linh hoạt và tiềm năng phát triển kinh doanh đa dạng. Với vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Rạch Giá và mặt tiền rộng, mảnh đất này có tiềm năng phát triển rất lớn. Nằm trên con đường hiện tại rộng hơn 12,4m và trong tương lai dự kiến sẽ mở rộng lên 37,2m. Mảnh đất này rất phù hợp để mở các chành xe, chành hàng, quán cà phê, kho bãi hoặc văn phòng công ty. Bạn có thể tận dụng không gian rộng lớn để xây dựng mô hình kinh doanh mà bạn mong muốn. Mảnh đất này hiện đang được chủ đất chào bán với mức giá là 9 tỷ đồng, có thương lượng, và đồng thời bên Nhà Đất Kiên Giang cũng sẵn sàng hỗ trợ quý vị và các bạn vay vốn ngân hàng để giúp quý vị và các bạn tiến tới việc mua đất và phát triển kinh doanh của riêng mình. Nếu quý vị và các bạn đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư bất động sản hoặc muốn phát triển kinh doanh của mình thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để biết thêm thông tin chi tiết và đặt mua mảnh đất này nhé.